Xin kính chào các thượng đế. Bây giờ là 10 giờ. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 1 năm 2024. Báo cáo tình hình để các thượng đế được vui cái bụng. Mỹ đài Sony có model CFS B5SC MK2, mình cung cấp với một mức thóc 650.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển. Địa chỉ tới: Canh Vinh, Vân Canh, Bình Định, mang biển số 77. Trân trọng cảm ơn người anh em. Người anh em này đủ tiêu chuẩn để chúng ta biểu dương, vì người anh em này đã thực hiện cái quyền đó là được chuyển thóc ngay và luôn. Nhà cung cấp là Khang 1861. Đây là thư pháp của nông dân đấy. Nha. Trên này là băng cassette trân trọng gửi tới sư huynh ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Băng cassette chiều nay thì mới gửi được cho thượng đế ở Thanh Hóa với lại thượng đế ở Sóc Trăng nha. Đấy, đầu technic 3 số 2 của mình đang tiếp tục thâu. Đấy. Video sau thì sẽ giới thiệu với các thượng đế hai chiếc đầu deck của hãng Technic. Rất chi là mới. Đây, Technic này. Đấy. Còn video này thì giới thiệu với các thượng đế băng cassette. Trước khi giới thiệu, bao giờ cũng vậy, video đầu tiên của ngày vẫn mời các thượng đế ly chè xanh cho tình cảm của chúng ta vươn lên một tầm cao mới. Trân trọng kính mời. Như thường lệ, một combo băng cassette thì cứ 5 cuốn 1. 1 2 3 4 5 cuốn. 5 cuốn này thì có 4 cuốn là mình tự thâu, dùng đầu Technic M3 số 2 của mình thâu. Còn một cuốn này là mình mua. Đấy, mình mua ở trên Sài Gòn nha. Mua của sư huynh ở trên Sài Gòn. Đấy, còn sư huynh mua ở đâu thì mình không biết. Đấy. Còn cuốn này mình cũng mua của sư huynh ở trên Sài Gòn. Đấy, thế nhưng mà cuốn này mình bỏ ra để tặng. Đấy, cho nó hoành tráng nhá. Cuộn này là cuộn số 1, cuộn thứ nhất. Băng Sony HF90, nội dung chương trình Kim Đằng 1, tiếng hát chế linh 1 đấy. Nhạc trước 1975. Những cuộn băng này trước khi thâu đã kiểm tra, sau khi thâu kiểm tra chất lượng âm thanh của cả hai mặt, mặt A và mặt B đủ tiêu chuẩn thì mới đăng bán, còn nếu không đủ tiêu chuẩn thì chuyển sang tặng. Cuộn này là cuộn thứ hai. Cuộn này là cuộn thứ hai. Băng này rất chi là mới. Thế này, đấy. Cái đầu Technic M3 số 2 nó cuộn băng và nó mịn như thế này. Đấy, mới không? Nội dung chương trình là ca sĩ Thanh Tuyền hát trong đĩa CD Thanh Tuyền 2, tức là nhạc trước 1975. Cuộn này là cuộn thứ 3. Cuộn này là cuộn thứ 3. Băng TDK. Có thể gọi là mới. Mới đét. Băng này có 60 phút thôi. Ca sĩ Duy Khánh. Trong này có mấy ca sĩ đấy chứ không phải nguyên ca sĩ Duy Khánh đâu. Đấy. Hát toàn bài tuyển lựa, bài theo yêu cầu thôi. Hay lắm. Nghe check này cứ tanh tách bật như tôm dẻo. Lên ca lên kèm. Cuộn này là cuộn thứ tư. Cuộn này mình cũng thâu. Băng Sony HF90. Ca sĩ Hương Lan. Có mấy ca sĩ ở trong này ấy, chứ không phải nguyên ca sĩ Hương Lan đâu. Nha. Đấy. Bốn cuộn này là mình thâu, còn cuộn này là mình mua của sư huynh ở trên Sài Gòn. Áo em chưa mặc một lần này. Đấy, chế linh giao linh. Ở đây còn in cả bài hát này. In cả bài hát đây. Đây băng đây. Đấy, một mặt là áo em chưa mặc một lần, một mặt này là đôi bóng. Băng này mình cũng đã kiểm tra để nghe rồi. Âm thanh đạt yêu cầu. Điểm danh 1, 2, 3, 4, 5. 5 cuộn này trân trọng gửi tới các thượng đế với một mức thóc không đổi, đó là 300.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Hay nói cái khác, tức là tiền vận chuyển hết bao nhiêu tiền là người mua được quyền trả nhá. Đấy là quyền lợi của người mua, chứ người bán như mình không có quyền trả cái tiền phí ship. Còn cuộn băng này để tặng. Cuộn băng này mình cũng mua của sư huynh ở trên Sài Gòn nhá. Thế nhưng mà mình mua mỗi lần mua 200-300 cuốn đấy,
không có thời gian đâu mà ngồi mà thử. Thì những cái cuộn băng mình bán bao giờ cũng vậy, bán về để nghe. Thì mình bán ít thế nên là mình bỏ vào đầu để mình nghe thử hai mặt. Thì cuộn này vẫn nghe được nhưng mà chất lượng âm thanh nó cũng không được ưng cái bụng. Nó không được ưng cái bụng. Để nó không được ưng cái bụng. Thế nên là bỏ vào để tặng. Đấy, mộng ước mai sau này. Vẫn nghe bình thường ấy nhá. Đấy. Sợi dây đẹp phết thế nhưng mà không hiểu sao. Nên như vậy lại nhìn cái băng nó hơi cũ này. Nghe nó không được ưng cái bụng. Đấy, như cuộn này thì nghe ưng cái bụng là bán này. Còn cái cuộn này cái bụng nó không ưng thì chuyển sang tặng. Tặng cả cái vỏ này luôn. Đấy, tại vì mình mua là cái vỏ này với cái ruột này nó đi theo nhau mà. Đấy. Đấy. Các thứ đấy về vẫn nghe bình thường ấy, nhưng chẳng qua là nó không như những cuộn này, nó không như cuộn này, chất lượng âm thanh nó không như cuộn này. Thế nên là không bán nó chuyển sang tặng. Điểm danh 1 2 3 4 5 cuộn này bán. 5 cuộn 60.000 đồng một cuộn là 300.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Cuộn này tặng. Combo chỗ này là 6 cuộn. Thôi sẽ dừng video ở đây. Trân trọng cảm ơn các thượng đế. Chào thân ái và quyết thắng. Xin chào.